Hello Rachel, xin được chào đón quý cô chú anh chị và các bạn đến với Việt Miệng Channel và mình là Rachel Quý. Kính thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng ta tiếp tục cập nhật về tình hình ở Ukraine ha. Và kính thưa quý vị, như quý vị biết rồi là hầu như tất cả quốc gia trên thế giới này đều ủng hộ Ukraine ngoại trừ những đất nước cộng sản, thì quý vị biết điều đó. Và đồng thời có một điều nữa là hiện tại thì một điều ví dụ như quý vị thấy ở đây đó là theo trên trang Facebook chính thức của báo Công an Nhân dân nói rằng là Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời khỏi Kyiv. Nhưng mà thật ra trên thực tế thì kính thưa quý vị, điều đó nó hoàn toàn không đúng nha. Và chính ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 3 thì một người phóng viên của đài VOA đã phỏng vấn một người ở bên nước Ukraine sau khi mà hai bên phái đoàn của Ukraine và Nga đàm phán không có thuận lợi, không có đi đến một kết quả như ý muốn. Thì một người phóng viên của VOA đã có hỏi rằng là Nga đang điều đội quân gồm cả xe tăng thiết giáp dài hơn tới 60 kg đi về hướng Kyiv, thì bà có phản ứng như thế nào về tin này? Đại diện là bà Natalia, bà đã trả lời rằng Ukraine đã chiến đấu trong 5 ngày chống lại cuộc xâm lược của Nga. Chúng tôi có đủ sức mạnh để không sợ bất cứ đội quân nào của Nga đang đến cả. Nếu bạn xem các hình ảnh đã được đưa tin, bạn có thể thấy những gì đã xảy ra với các đoàn xe tăng Nga. Chúng đều bị đốt cháy hết và bị tiêu diệt. Đoàn xe tăng mới đang đi đến Kyiv thì không làm cho Ukraine sợ hãi. Tin tức này chỉ làm cho người Ukraine chuẩn bị sẵn sàng thêm mà thôi. Cả quân và dân đều đứng vững để bảo vệ tổ quốc. Như chúng tôi đã thể hiện và tôi tin tưởng vào đồng bào của mình, đó là chúng tôi không khiếp sợ cuộc xâm lược. Chúng tôi đang bảo vệ đất đai của mình, nhà của mình, đồng bào mình. Làn sóng xâm lược mới không làm cho chúng tôi sợ hãi. Quá tuyệt vời phải không quý vị? Rồi, người phóng viên của VOA cũng tiếp tục hỏi là bà dự báo ra sao về kết cục của chiến lược này? Thì liệu người Ukraine có phải rời bỏ thành phố và vào rừng kháng chiến hay không? Và bà Natalia đã tiếp tục trả lời là cuộc chiến này sẽ khó khăn, nhưng quân đội Ukraine đủ mạnh để bảo vệ các thành phố. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của mình. Tôi không nghĩ rằng sẽ có kết cục là chúng tôi phải rời bỏ thành phố, rời bỏ nhà của mình và đi vào rừng. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, bảo vệ các thành phố của mình. Các thành phố lớn có sự phòng thủ rất vững chắc. Quân đội Ukraine mạnh và đặc biệt mạnh hơn với sự giúp đỡ từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp tục, VOA hỏi, bà có hài lòng về những gì Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về cuộc chiến cho đến nay hay không? Bà mong muốn phía Việt Nam nói hay hành động như thế nào? Đại diện bà Natalia tiếp tục trả lời, tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng hiện không phải thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine, đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp của quốc tế. Việt Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế. Họ cần thể hiện rõ rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý. Tôi muốn thúc giục Việt Nam hãy nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác. Đó là sự chia sẻ của bà Natalia Zinkina. Và như quý vị thấy ở đây những cái hình ảnh của một người tổng thống của nước Ukraine, và hiện tại thì khắp nơi trên thế giới phải khâm phục tinh thần chiến đấu của ông và tinh thần để mà đấu tranh đòi được cái sự độc lập thật sự và điều tự do dân chủ. Nhưng đằng này báo chí của Việt Cộng thì họ nói một cách hoàn toàn là khác. Rồi một điều nữa thì quý vị biết là trong thời gian gần đây, những ngân hàng của Thụy Sĩ thường thì họ đứng về phía trung lập, ai làm gì làm, nhưng mà để tiền ở Thụy Sĩ là hoàn toàn là không có cần phải lo và quan tâm gì hết. Nhưng đến ngày hôm nay thì chính những nhà bank của Thụy Sĩ họ cũng đã chính thức để mà đóng băng những tài sản của những người Nga đang đứng về
trong cái cuộc xâm lược như thế này. Rồi, kính thưa quý vị, trở lại với vấn đề của Việt Nam, thì Rachel đọc một số bình luận của những quý vị trên cộng đồng mạng. Thì có một người tên là Nguyễn Văn Trung, ông để lại cái bình luận là: câu Việt Nam là nước nhỏ, tổ sư đất nước gần 100 triệu dân mà bị người nước của chỉ có 45 triệu thôi nói mình là nước nhỏ, nghe nó nhục nhã làm sao ấy. Tôi nói với bà nhé, Việt Nam không phải nước nhỏ, nhưng lãnh đạo Việt Nam chúng nó hèn nhát, tâm thế nó nhục thiểu thôi. Rồi, một người nữa tên là Phan Cường trên cộng đồng mạng để lại bình luận: khi bạn tức giận rùng mình trước những bất công thì bạn là đồng chí của tôi. Việt Nam giờ toàn là lũ vô cảm cả. Nhưng mà cái bình luận này thì Rachel không đồng ý lắm nha. Không nên nói rằng Việt Nam là toàn lũ vô cảm, mà chúng ta hãy nên nói là Việt Nam có nhà cầm quyền vô cảm, hoặc là Việt Nam có cái đám Việt Cộng vô cảm thì ok, chứ đừng nói Việt Nam không. Tại vì Rachel biết là có một số những người Việt Nam thì họ rất là tuyệt vời. Rồi, một người khác bình luận: Đình Ấm Nguyễn, bà đại sứ nói đúng, nước nhỏ thì càng phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Bây giờ một mình anh đánh với tàu thì dựa vào cái gì để thắng, mà nay làm ngơ thậm chí ngầm ủng hộ cho điên xâm lược Putin nữa là sao? Một người tên là Hoa Mai Hải có để lại bình luận rằng: bà đại diện trả lời khéo léo và thẳng thắn, Bộ Ngoại giao Việt Cộng có nghe rõ hay chưa? Quá hay luôn. Rồi, một người nữa tên là Lưu Xuân Huy có nói rằng: nghe đoạn cuối thật xấu hổ vì là người Việt Nam. Thêm một người nữa trên cộng đồng mạng tên là Ba Vũ có để lại bình luận: chiếm Ukraine thì dễ, nhưng có giữ được mới là chuyện khó. Tinh thần bất khuất và lòng tự tôn dân tộc của người Ukraine, như ta đã biết, Putin khó thống trị được đất nước này, dù người dân Nga có phải đổ bao nhiêu máu và tiền của cho giấc mộng sa hoàng của Putin. Ukraine họ sẵn sàng để họ đấu tranh, họ không bao giờ chỉ ngồi đó để mà chịu trận cả. Rồi, thêm một người nữa trên cộng đồng mạng tên là Xanh Trương Văn: có ai dám tin vào hai bức ảnh này không? Tổng thống Ukraine chùn đã từ lâu, làm gì giữa lửa khói của chiến tranh còn có chỗ cho ông ấy diễn hài nhỉ? Thì người này là chỉ bình luận cái kiểu mà móc báo chí của Việt Cộng thôi, chứ còn mà như tất cả mọi người biết rồi, tinh thần đấu tranh của ông Tổng thống Zelensky của nước Ukraine thì rất là tuyệt vời. Chỉ có báo chí của Việt Cộng mới nói hiện tại là ông đã trốn đi và ông chịu thua thôi. Rồi, một người khác nữa nói là Thọ Trịnh, để lại bình luận là: nghe người ta nói mà mình cảm thấy xấu hổ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Hay. Rồi, quý vị suy nghĩ như thế nào về những diễn biến đang xảy ra? Đối với Rachel thì Rachel thật sự là hâm mộ người tổng thống của nước Ukraine và những con dân ở nước Ukraine. Và một điều nữa quý vị biết không, trong cái thời gian này đó, khi mà báo chí người ta phỏng vấn những người lính đã bị bắt ở Ukraine, những người lính của Nga bị bắt ở Ukraine và người ta phỏng vấn, và những anh lính này khai hết quý vị là hoàn toàn họ chỉ bị dụ thôi, tại vì bên ông Putin, bên cấp trên thì thông báo xuống là các bạn hãy đi đến khu vực của Ukraine đi, đi đến cái vùng biên giới đi, tại vì chúng ta chỉ là đang thực tập thôi, chúng ta chỉ là đang exercise thôi. Nhưng mà đã đời đến giây phút cuối thì họ cho biết là vào lãnh thổ của Ukraine luôn. Và một số người họ cũng nói rằng á, trước khi mà vào Ukraine á, họ được cho biết là bên Ukraine họ rất là chào đón bên Nga đến với nước Ukraine để mà thực tập. Và rồi một số người nữa nói rằng là bên Ukraine chào đón nước Nga đến để mà cùng nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau để khỏi bị phương Tây khống chế. Nhưng mà khi những anh lính này khi bước vào đến trong Ukraine rồi mới ngỡ ngàng tá hỏa ra rằng là ồ, hiện tại không phải là chúng ta đang diễn tập, nhưng mà thật sự đây là một cái cuộc chiến, thật sự chúng ta đang xâm lược nước của người Ukraine đó. Và những người đàn bà, những người phụ nữ Ukraine họ
lên tiếng, họ gặp những người lính này họ xua đuổi như chó vậy. Tại họ nói rằng tại sao các anh đến đây để mà xâm lược đất nước của chúng tôi, tại sao các anh mang súng ống đến đất nước của chúng tôi để trong cái thời gian chúng tôi không cần các ông ở đây đó. Thì hiện tại thì những người lính này mới tá hỏa ra. Cho nên là đối với Rachel thì nghĩ rất là tội nghiệp cho những người binh lính của Nga khi mà phải ở dưới một cái chế độ bị sự tuyên truyền, sự mị dân của một cái đất nước độc tài như vậy. Thì ôi rồi thật là tội nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn đến đất nước Việt Nam hiện đại thì quý vị biết rồi, trên thế giới này đâu có ai mà đứng về bên kẻ xâm lược đi gây chiến đâu, nhưng mà chỉ có Trung Cộng và hiện tại là Việt Cộng nữa. Chính vì vậy á, giống như những cái chương trình bên kênh Thế Giới Việt và Chủ Ưu nói, để cho đất nước Việt Nam thoát khỏi được cái chế độ cộng sản thì để cho Việt Nam thoát khỏi được Trung Cộng thì trước tiên đất nước Việt Nam phải thoát được Việt Cộng. Thì quý vị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này, quý vị hãy để lại bình luận nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Rachel trong video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Bye bye, love you, xin chào.